Hello, xin chào quý vị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Giờ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu tiếp tục phần 2 cho chị Hoàng ha, về xã Lô Xe. Sau khi mà bị lỡ mặt bằng anh chị và bạn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hiền hỗ trợ giới thiệu cho chị và bạn ha, mời chị ạ. Rồi, chào mọi người nha. Bây giờ là nãy là mới quay phần 1 xong thì bây giờ là phần 2. Và trước khi mà mình bắt đầu tiếp tục cái phần 2 thì mình sẽ nhắc lại một vài thông tin mua bán tại cửa hàng để cho anh chị em bà con được biết. Với lại là lỡ may nếu mà mọi người không xem được tập 1 thì vẫn có thể là biết được cửa hàng em là tên gì ở đâu nhá. Cửa hàng Thanh Đoàn thì nằm ở địa chỉ 465 đường Nguyễn Thị Phương, An Bình, Di An, tỉnh Bình Dương. Chuyên mua bán, chuyên trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng. Đặc biệt là bên em là có hỗ trợ trả góp này, hỗ trợ sang tên đổi chủ này, tất cả xe được test thử chạy thử trước khi lấy và có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm và cả nhà cũng có thể là nhờ thầy thợ đến trực tiếp để test xe nha. Và đặc biệt thì trong những không gian nhiều xe thế này thì em Hiền đang có chương trình giảm giá cực kỳ sốc, là giảm cho anh chị em bà con từ 500.000 đồng, 1 triệu đồng và 300.000 đồng trên mỗi chiếc xe tùy vào giá trị của xe. Và đặc biệt là ngày hôm nay cũng là ngày mùng 8 tháng 3 thì cho phép em Hiền thay mặt cửa hàng Xe Máy Thanh Đoàn gửi tới tất cả các chị em phụ nữ một ngày lễ vui vẻ, luôn an yên và hạnh phúc nha. Và bây giờ có lẽ không làm mất thời giờ anh chị em bà con, em Hiền sẽ bắt tay review xe. Ở đây thì có một vài xe rẻ tiền để anh chị em bà con có thể là mua về để đi làm. Đầu tiên thì mình sẽ review một chiếc xe, con này là SCR, xe nhập khẩu này. Thì mình sẽ xin phép vào phía trong để mình đọc cái biển số cho mọi người nhé. Thôi thì xe đi làm khá là nhiều, anh chị bạn nào mua con nào thì cứ liên hệ thôi, vài triệu thôi, 2-3 triệu cũng có xe rồi ha. Con này biển số của nó là 51 em ạ, thành phố Hồ Chí Minh. Giá là 5 triệu 9 nhé, 5 triệu 9 đồng. Classical màu vàng với giá là 8 triệu, giảm còn 7 triệu 500. Biển số 93 Bình Phước nhá. Màu sắc đẹp siêu phẩm, đẹp cực kỳ luôn. Con này là biển số của nó là 61R3-2935. Giá là 8 triệu rưỡi, giảm giá còn 8 triệu đồng nhá. Quá đẹp luôn. Rồi, con này đẹp màu xanh xám. Con này là xe quay, giá là 3 triệu 800, biển số 47. Nói xe đi làm mà cho em á. Classical biển 93, 7 triệu 900 mọi người nhá. Rồi đây sáp này cũng hết sáp luôn, nó không đẹp bằng con kia, giá 6 triệu 9 đồng, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Liberty là 9 triệu rưỡi đồng, biển số 61 nha. Click này cực đẹp luôn, 8 triệu 500 ngàn đồng nha. Xe này cực đẹp luôn đó. Rồi thì mọi người có thể vào trong này còn rất nhiều xe đây. Mình sẽ ra sau mình đọc cái biển số đó. Có anh chị hỏi SH rồi, hôm nay mình sẽ quay cho anh chị Hoàng, mình thấy SH cũng khá nhiều đây. Rất nhiều SH cũng có luôn, rất nhiều xe luôn. Dạ không có đâu chị. Con này là biển số 66F198127 này, phiên bản 2021-22 luôn nha. Đặc biệt là xe vào mâm kiếu 14 triệu 500 ngàn đồng. 14 triệu 500. Ở đây là Winner V1 có sẵn hồ sơ cầm tay này. Đó, con này chốt đơn cho anh chị em bà con với giá là 19 năm bao hồ sơ gốc luôn. X135 mọi người nha, X135. Biển số 83P208670, 14 triệu 500 ngàn đồng. Ở đây thì có full trợ ích này, đầu và nồi còn nguyên bản từ A tới Z luôn nha. Lưu ý là đầu nồi zin, dàn áo là keo nguyên con luôn, full trợ ích FI, đầu nồi zin, biển 55X23726 với giá là 29 năm. Rồi ở đây có full trợ này, biển số của nó là 81 Gia Lai, cái này FI luôn, bánh mâm đĩa 15 năm nhá. Con bên này là 65 Cần Thơ, 13 triệu đồng. Way Alpha này biển 64B140044, 9 triệu đồng. Click nha, click biển số 59I150113. Con này là 8 triệu 700 ngàn đồng nhá. Rồi, Surus. Một cặp Surus RC. Con này đồng giá 10 triệu 500 ngàn đồng một con, biển 61 và 69 Cà Mau nhá. Ở đây thì có Way Alpha này. Way Alpha đời 2015, biển 61, 11 triệu 8 còn 11 năm nhá. Ở đây thì có lít này. Lít này là đời 2016, màu xám bạc luôn. Màu đẹp đời cao, đời 16 lần nhá, biển 37 này. Con này là 20 triệu rưỡi, giảm còn 19 năm. Ở đây thì có X150 đèn ba khoang. Và đặc biệt là biển thành phố Hồ Chí Minh. Con này là ngay chủ ký giấy luôn này, 25 triệu rưỡi. Đó là mấy anh mà thành phố là mua con này. Đúng rồi, 25 năm và biển đèn ba khoang rất là rẻ luôn. Ở da nớt này thì bán rồi. Da nớt này là chị gái đang làm giấy. Nói chung là giờ này đã tầm khoảng 6-7 giờ chiều nhưng mà khách vẫn còn rất đông nhá. Lấy nãy giờ các bạn nếu mà đã xem phần 1 thì nhìn khách quá khủng. Mà tao bây giờ mình quay phần 2 nó vẫn nhiều như thế luôn. Rồi ở đây là một chiếc SH biển 61K14815. Con này là phiên bản 2018 và 125 nha.
một năm 2025-2018 này giá là 64.52 triệu, còn 62 năm. Rồi, ở đây là có SH1 này, biển 67, và con này lưu ý cho em là phiên bản màu xám bạc nha, một trong những màu đẹp nhất của SH, và nó là ABS luôn nhá. Con này chốt đơn cho anh chị em bà con với giá là 50.900.000 đồng. 50.900. Rồi. Rồi, ở đây là có SH, SH này là phiên bản 2022 màu xám bạc ABS luôn. Rồi. 59.500. Con này biển số 61D216401. Con này là màu đỏ đen ABS luôn. Biển số 77L223453. Chốt đơn là 59.500. Ở đây con SH biển số của nó là 73D124512. Con này là 63 giá 2 triệu còn 61 triệu đồng nhá. À cái này 53 giá 2 triệu còn 51 triệu đồng. Ở đây thì có một cặp SH cao luôn. Một con màu đỏ 125 biển số 60B359557. Con này chốt đơn là 64 năm này. Đó. Rồi, con màu xanh. Đúng rồi, con màu đen. Con này là keo nguyên con và 150 ABS luôn. Biển số 61E169547. Chốt đơn cho anh chị em bà con với giá là 78.500.000 còn 77.500.000 đồng. Đó, anh em nào mà hỏi cái lô trước á, cái lô mà mình với chị Hiền quay hôm trước thì hôm nay nó về khá nhiều này. Rồi, rất nhiều chưa? Rồi tiếp tục mình sang bên này. Này nữa này. SH màu đỏ đen. Con này cũng ABS luôn mọi người nhá. Biển số của nó là 66 Đồng Tháp. Đấy mọi người, với giá là 49.500. ABS luôn nhá, ABS luôn, okay. ABS cao cấp. Rồi. Vario. Rồi 150 đủ các màu luôn. Nhà mình còn tầm khoảng 15 con. À 15 con. Rồi. Biển 83V101272. 38.500.000 375. Con màu đen cũng là biển 67 và 38.500.000 còn 375 nhá. 150 nha mọi người. Rồi, con màu đỏ là vào phuộc khơi rồi, biển 67. 39.500.000 giá 2 triệu còn 375 nhá. 75. Rồi, ở đây là có 150 màu xám cực đẹp, hồ sơ cầm tay. Con này chốt đơn là 39.500.000 đồng. Hồ sơ cầm tay. Da nước biển 36 này. 18 năm còn 17.500.000 đồng. Đó, ở đây vai gì? 125. Cái này 125 mọi người nhá, con này biển số là 98, 30.900 còn 30.500 nhá. Con này 150 biển 72 này, 40 năm còn 39.500 nhá. Rồi ngoài ra bên này là mình còn rất nhiều mô tô này. Mình sẽ đọc cái biển số cho anh chị mà con coi luôn. Tại vì số lượng xe nhiều thì mình quay hơi nhanh một tí, mọi người thông cảm nhá. Con này là cặp Benelli 175 và tất cả đều là xe mới nhá. Dám giá còn 30.500.000 đồng một con bán luôn, okay. Là bao hóa đơn luôn mọi người nhá. Xe mới trước là mua 70-60 mấy triệu đấy. Rồi cái này là xe Bandit đời 2020, biển số 84 với giá là 35 năm. Rồi R15 phiên bản 2022 4.000 cây, keo nguyên con này, biển số 77 Bình Định với giá là 39 năm, dám còn 38 triệu đồng. Ek 150 đời 2017 biển 38 20 năm còn 20 triệu đồng. Ek 2019 hồ sơ cầm tay nhá, 275 bao sơ gốc luôn. Ek 155 này, con này là đời 2021 chạy được 4.000 cây, 34 năm, dám còn 33 năm, biển 67 nhá. Rider Sanker là 14 triệu đồng này. Rồi con này là Ek 135 18 năm còn 17 năm. Winner X phiên bản đường đua. Rồi con này là 25 năm giảm còn 24 năm. Này. Ok. 2 chìa khóa đi. Winner V1 biển 47 là tầm khoảng 20.500 nhé. 20.500. Đó, ở dưới này còn rất nhiều. Nên là phải tranh thủ like nhanh chứ không có thời gian luôn. Thực ra mình thấy khách đông quá mọi người. Liên tục gần như không có thời gian mà để mà dạ quay lại luôn. Khách là nghẹt luôn mọi người thông cảm. Con này là Vision 2020 này, màu này là màu đen nhám bánh mâm đĩa luôn nhá. Con này là màu một trong những màu đẹp nhất của Vision rồi. Chốt đơn cho anh chị em bà con xe này với mức giá này, biển 36 24.900 đời 2020. Rồi con này cũng Vision luôn, cũng đẹp như mới luôn này. Con này để mọi người 23.900 thôi nhá, 23.900 biển 93 Bình Phước. Ngoài ra thì có AB đầu bò xe lướt này, xe đẹp lắm mọi người nhé, cọp cực kỳ luôn này, như mới luôn. Biển số 61C108285. Con này mới thật. Con này mới keng luôn, chốt đơn mọi người với giá là 12.500. 12.500. Rồi, ở đây thì có rồi. Thêm một chiếc xe Ek 150 đèn ba khoang, con đèn này thì đồng này đời 2020 giá rẻ lắm em. 24 năm. À 24 năm à? Đời 2020 luôn. Đấy. Giá cực kỳ rẻ. Màu này lắm. Dạ. Mà giá cũng mềm nhỉ. Rồi ở đây thì mình có con Vision. Con này là đời 2019 luôn mọi người nhá, đời 2019 rồi. Và chìa khóa thông minh biển 81 Gia Lai.
24 triệu còn 23 năm này. 23 năm. À có con cúp này đẹp lắm này. Phiên bản cao cấp nhất của cúp rồi và nó là còn có nguyên là cái giấy bảo hành luôn. Nó đẹp đấy. Mới chạy được con 2000 cây em ạ. Sổ bảo hành chưa bảo hành lần nào luôn. Con này giá 12 triệu 800 còn 12 năm nhá. Lưu ý cho em là 2000 cây đời 2022 chưa bảo hành lần nào. Biển số 61 Bình Dương. Rồi siêu đất biển 73 Quảng Bình đời 2021 màu đen nhám này, 14 năm còn 14 triệu đồng nhá. Rồi phu trờ đời 2021 26 năm giá 1 triệu rưỡi còn 25 triệu. Phu trờ đều đang lên giá mọi người nhá. Phu trờ cũng đang lên giá đấy. Nói chung là tất cả các dòng xe của Honda là đang lên giá. Đang lên giá cứ tầm 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đúng rồi. Dòng á. Rất nhiều. Con này là AB đời 2019 màu đỏ đen biển số 37 này, 24 triệu 900 nhá. Vision 2018 này, mặt nạ SH này, 20 triệu đồng. Rồi siêu đất màu xám lông chuột biển số 60 Đồng Nai. Con này chốt đơn với giá là 12 triệu 900 ngàn đồng. Đó, ở đây có Vision này màu cà phê sữa này. Con này biển 62 Long An, chốt đơn 13 triệu đồng. Nam ơi, con để đó con kiểm tra xem con Vision anh đang chờ lấy kìa. Phải giải quyết việc khách ở đây trước. Ở đây ra nứt chìa khóa thường 14 triệu 900, biển số 60. Vi Trần chìa khóa thông minh 23 triệu 900. Ra nước biển bảy bảy này 19 triệu 800 ngàn đồng đời 2020 nhá. Đó, ngoài ra ở dưới này còn khá là nhiều khe nhá. Đây con là siêu đất FI 10 triệu 800 ngàn đồng. Con này biển số là 83 Sóc Trăng bánh mâm đĩa. Phu trợ X này, con này biển 17 30 năm, con này là FI phun xăng này nhá. Rồi tiếp tục là RSX này bánh mâm đĩa 13 triệu 800. Đó con này là Vario đời 2021 màu xám bạc biển 60. Con này để rẻ cho mọi người giá 45 năm. 45 năm. Đúng rồi. Đó, à, quay con này Quay Alpha biển số 69 9 triệu đồng. Ở đây thì có Quay RSX biển 36 đời 2019, con này giá là 14 triệu 500 ngàn đồng. Lưu ý cho em là đời 2019 nha. Okay. Quay Blade 2020 biển 62 này, 12 triệu 900. Đó, con này đẹp quá đẹp luôn này. Đời 2021 đầu thái này vào mâm kiếu này, thua kiếu luôn. Con này biển số 36. Chốt đơn anh chị em bà con 13 triệu 800. Quay Blade biển 62 là 11 năm, bên kia là biển 68 là 12 năm mọi người nhá. Thì nói chung là rất nhiều giá để mọi người lựa chọn. Ở đây thì có Quay Blade 15 năm đời 2017 18 màu xanh luôn. Con này biển số 81 Gia Lai. À tại vì mình sẽ quay hơi nhanh, nếu mà mọi người quan tâm thì có thể nhắn qua Zalo mình sẽ chụp hình chi tiết nhá. Vision mẫu mới 2016 này, 19 triệu 500 ngàn đồng. Ở đây có thêm một con ẹc đời 2020 luôn này. Con này thì mới cứng luôn, 26 năm. Đen vàng đồng nha anh em. Rồi siêu rớt này là tầm 8 triệu rưỡi đồng. Con này biển số 62 Long An. Siêu rớt đẹp này mà có 8 triệu rưỡi đồng. Đúng mọi rồi. Người. Ở đây là có Satria này. Satria đời 2020 luôn em. Giá có để anh chị em bà con là bao nhiêu ta? 27 triệu 500 đi. Pha giá mà pha giá dữ. Satria 2020. Giá rẻ như cho luôn, 27 năm đời 2020 luôn. Còn đây là có AB 125 đời 2018 đài sơn 3D cao cấp này. Con này biển số 59 thành phố Trung Nguyên 24 triệu đồng. Ở đây thì có con FI luôn. Hôm trước là có hai con là mình quay là bán hai một con rồi còn con này. Con này biển số của nó 38 để mọi người với giá là 11 triệu 500 hơn luôn ha. Ở đây thì ngoài ra còn có ẹc 135 này. Thì giá rẻ tầm khoảng 12,8 mới kinh thì tầm 27 năm. Em này là đời 2017 tầm 19 triệu 800. Con này 135 siêu đẹp với tầm khoảng 16 năm này. Em bên này tầm khoảng 17 triệu, phu trời tầm 25 năm nhá. À, chắc là mình ra bên kia ha. Ở à, đây thông cảm mọi người nhá. À, ở ngoài này thì nãy là mình có like phần 1 rồi thì mình không like lại nữa nhá. Thì mọi người có thể là quay trở lại phần 1 để xem từ đầu nhá. Tại vì nãy là phần 1 mình like xong rồi, bây giờ là mình sang phần 2. Xe gần như là full mình nhìn đây. Đúng rồi. Ở đây có mẫu basic luôn này. Em ơi còn có màu nâu kìa, màu nâu 13 triệu bên kia đấy. Con này là 19 năm. Đó. Mio đây này, Mio là 4 triệu 8 này. Đó, con này là đời 2015 giá là 19 triệu 800 đấy mọi người, 19 năm. Đó, con này là mới chạy được 2.500 cây này. Con này là xe tháng 12 2022 luôn. Tức là mới chạy được 3-4 tháng thôi. Biển 78 với giá là 34 năm, giảm triệu 35 năm. À 33 năm. Con này là Surus 83 đời 2018 này. 11 năm còn 11 triệu đồng. Ở đây thì có Rider FP đời 2019 biển 68 23 triệu 900. Ek 135 79 là 15 năm nhá. Rider Sunker biển 60 tầm 14 triệu đồng. RX xe cọp này tầm khoảng 11 triệu 800. Winner V1 biển 72 là tầm 18 năm.
Rider đời 2021 luôn, biển 84. Giá để anh chị em bà con là 26 năm thôi. 6 năm. Giá khóa rẻ luôn. Đây Vision này. Vision này thì phiên bản chìa khóa thường đấy. Con này là nhưng mà nó đời tận 2019 nha, xe cọp lắm này. Xe mới cứng luôn á. 21 năm mọi người nha. Ở đây thì có AB phiên bản limited này. Để rẻ cho mọi người 17.900 đi ha. 7.900. Đúng rồi. Đó, ở bên này thì mình sẽ sang bên này mình giới thiệu. À, còn nửa dàn xe bên này là mình chưa quay nhá. Đây con này Vision có mặt nạ SH luôn, màu đỏ tươi. Con này thì chìa khóa thường, giá là 19 năm nhá. Ở đây thì có siêu rất biển 66 đời 2021 luôn em này, 14.500.000 còn 14 triệu đồng. Đây thì có MX King, con này là màu đỏ nhám và nó mâm kiếu nhưng mà có mâm rin, tức là mua một được hai. Chốt đơn cho anh chị bà con con này với giá 27 năm. Vision này mẫu 2013 nhưng mà đăng ký 2015 lần đầu tiên luôn. Con này 13 năm còn 13 triệu đồng nhá. Đó, có AB Thái này tầm khoảng 17 năm. Ở đây thì có Agret Suzuki 12 triệu rưỡi này. Đó, Way Alpha thì tầm khoảng đời 2019 12 triệu 800. Jupiter màu xanh nhá. Con này chốt đơn cho anh chị em bà con Jupiter này là 15 năm. Ngoài ra có con Way Winner V1 này màu đẹp này. Màu 3D cọp lắm luôn. 20 triệu đồng. Ở đây là có Ek đời 20135. Đời 2013 14 xuống dàn áo và xuống đồng hồ luôn. Con này mình chốt đơn tầm khoảng để cho anh chị em bà con với giá bao nhiêu ta, tầm 19.900 đi ha. Rồi AB này là biển 60 Đồng Nai này. Đời 17 18 màu đen nhám, có 23 năm nhá. 24 năm bất triệu 23 năm. Ở bên này thì tầm khoảng là 21 triệu 22 triệu 900 này. Cũng là đời 17 luôn mà màu cam. Con này biển số của nó là 61 nhá. Ngoài ra thì mình có Vario 125 tầm khoảng 31.500.000 à, con này là đời 2021 rồi. Màu sáng ngọc, trắng ngọc trai, 33.500.000 đồng. Sonic biển 95 này. Con này thì màu đẹp, còn một trong những màu mà rất nhiều anh chị em bà con quan tâm. Con này biển số con này là 31 năm, giảm còn 31 triệu đồng. Đó. Ngoài ra thì Vision đen nhám mình còn khá nhiều mọi người nhá. Cả nhà cứ đến cửa hàng em đi, dòng xe gì cũng có luôn. Ở đây thì có xe 50 này. Con này là 7.800.000. Footer X biển Footer đời 2021, con này là biển 70 thì 25 năm này. Rider Sonic Rider. À Sonic thì tầm khoảng 28 năm là có rồi nhá. Okay. Đó, xe đẹp hơn này tầm khoảng 30 31 đó. Ở đây thì có AB đầu bò tầm 11 năm. AB này biển 70 này 19 năm. Có Winner V1 hồ sơ cầm tay màu đen bánh mâm xanh là 18 năm nhá. Ek màu cam đẹp lắm này. 2005 mọi người này. Đó. Con Ek này đèn ba khoang biển 94 là 24 năm. Nói chung là số lượng xe nhiều nên là mình cũng đang sơ sơ thôi. Mọi người cứ đến trực tiếp cửa hàng mọi người coi cho dễ nhá. Con này thì vào đồ chơi quá trời này, đèn led này, rồi là đồng hồ điện tử luôn. Con này để mọi người với giá là 19.500.000 đồng nha. Rồi ai tham quan Vario này, 2021 này, 41 năm còn 40 năm. Con này là 34 năm đời 2022. Rồi con này là 31.900. Vario 125 là tầm 31.900 này. Ở đây thì có Vario con này thì đời vàng, màu vàng cát mà nó là đời 2022 và mới chạy được có 4.000 cây. Con này là phải 33 năm mới bán nhá. Đó, ngoài ra thì mình có những cái xe rẻ tiền, ví dụ Liberty là tầm 7.500.000 cho bà con đi làm. Đó, Hayate tầm 3.900.000 này. Có con này chạy ngon AT, AT F của Honda đấy. 6.900.000. Louis cái Hayate là 5.500.000. Sáp cọp này, sáp cọp này là 9 triệu đồng. Acelo 7.500.000 đồng mọi người này. Đó thì số lượng xe nhiều, rất là nhiều luôn, kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ tại vì là thời gian cũng có hạn nên là mình chỉ quay gọi như là quay nhanh cho mọi người thôi. Nếu mọi người thực sự quan tâm thì có thể nhắn qua Zalo 0967424911 hoặc đến trực tiếp cửa hàng 465471 đường Nguyễn Thị Phương, An Bình, Di An, Bình Dương thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa cho anh chị bà con nhé. Và trong quá trình mua bán mọi người thắc mắc gì thì cứ gọi về điện thoại, mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Một lần nữa mình nhắc lại cái thông tin mua bán tại Thanh Đoàn để anh chị em bà con nắm rõ này. Đầu tiên là về hỗ trợ trả góp thì anh chị em bà con phải đủ trên 18 tuổi, dưới 60, đặc biệt là không bị trái chậm, không nợ xấu, đặc biệt là có công việc ổn định đi làm nha mọi người, lưu ý cho em nhé. Và ngoài ra thì về cách thức mua xe thì mọi người có thể mua trực tiếp cửa hàng hoặc là mua online. Mua online với hình thức mua là mọi người có thể chọn xe, gửi hình qua Zalo, chốt đơn đặt cọc 1-2 triệu, Thanh Đoàn gửi xe về, nhận xe thanh toán tiền cho nhà xe. Đó, và bên mình là cũng có trao đổi xe và có thể cho thiếu tại cửa hàng 1-3 triệu để anh chị em bà con sở hữu một chiếc xe đi nhá.
bây giờ thì có lẽ cũng thực sự là mệt luôn rồi. Em mệt rồi, coi phim cũng mệt rồi nên mình sẽ tạm dừng ở đây. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ, thật an yên và hạnh phúc. Và mọi người nhớ bấm follow, đăng ký kênh YouTube Shop Xe Máy Cũ và nhớ xem phần 1 cũng như là phần 2 của Thanh Đoàn, và sẽ theo dõi đồng hành Thanh Đoàn tiếp theo những cái tập tiếp theo, tại vì còn rất nhiều xe tại cửa hàng và những xe mới trở về nhá. Bây giờ thì mình sẽ xin chào, gặp lại mọi người lần sau nhá. Okay.